Xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm một cái kỹ thuật trong cái quá trình trồng cây sắn dây ta. Đó là kỹ thuật mắc dàn. Mắc dàn sắn dây làm sao để cho cái dàn nó có thể đủ cứng để có thể giữ được cái sức nặng của lá sắn dây. Thì đầu tiên để có thể làm được cái dàn sắn dây nó vững chãi thì chúng ta phải sử dụng một sào khoảng 360 vuông, thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ 25 đến 30 cân dây cáp, sử dụng cả dây cáp to, cáp nhỏ. Cáp to thì làm khung, gọi là cáp cái ấy. Thì còn cáp nhỏ thì chúng ta sẽ đan xen ở khung giữa như thế này. Đấy, cáp nhỏ chúng ta sẽ đan xen như thế này. Thì đầu tiên để có thể mắc được dàn thì chúng ta sẽ phải chia tỷ lệ. Có những cái cột này này, đây là những cái cột chính, chúng ta sẽ chia tỷ lệ như thế này. Khoảng cỡ độ 2 mét cho một cái khoảng cách của cái cột chính. Chúng ta sẽ cắm cột chính chéo làm sao để cho cái phía dưới thì ở phía trong đất nhà mình, cho cái cọc cắm chéo để cho cái cọc đầu trên của cọc này chỉ cắm xuống đất nhà mình thôi, không được sang đất nhà hàng xóm, tại vì sang đất nhà hàng xóm thì hàng xóm sẽ không thích đâu. Và cái đầu ở phía dưới thẳng từ cái cột này xuống dưới thì chúng ta sẽ có thể sử dụng lốp xe đạp hoặc lốp xe máy. Chúng ta chôn xuống dưới chỉ để lộ khoảng 10 cm, cái mặt lốp đấy lội lên thôi, để chúng ta lối dây cáp từ khoảng từ đầu này xuống đến cái lốp xe để nó không bị dỉ dây cáp. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng những cái dây cáp to như thế này làm khung. Sau khi bên này chúng ta làm như vậy thì bên đối diện chúng ta cũng phải làm như vậy. Như thế thì cái tỷ lệ nó sẽ được căng hơn, dàn nó sẽ được căng hơn. Sau khi đan được tất cả những cái dây cáp chính thì làm khung xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới đan đến cái dây cáp nhỏ. Dây cáp nhỏ thì chúng ta sẽ khoảng 40-50 cm một ô như này. Đây, khoảng cách khoảng 40-50 cm từ dây này đến dây này. Và chúng ta sẽ đan vuông nhá. Sau khi đan xong rồi thì chúng ta có thể sử dụng những cái cọc nhỏ nhỏ như thế này để làm chống đỡ dàn, đan xen ở những cái gốc. Mỗi gốc thì sử dụng đến 2 đến 3 que để chúng ta đan, để chúng ta dựng chống lên như này. Thì làm cái dàn như thế này ấy, thì bạn chỉ mất một năm thôi, năm đầu chúng ta làm thôi, nó hơi vất vả một chút. Nhưng mà sau khi nhà bạn nào giống với diện tích lớn ấy, thì sau khi thu hoạch ấy, mình chỉ cần sử dụng những cái cột cao như thế này, chống dựng đứng lên thôi. Thì là máy xúc cũng có thể vào được để xúc, mà chúng ta không phải dỡ dây cáp ra mà cuộn lại, xong đến lúc trồng thì lại dỡ ra, lại tháo ra để làm, rất là mất công. Chúng ta sẽ sử dụng những cái cột cao như này chống lên thì nó có thể sử dụng được những năm tiếp theo. Thường thì chúng ta có thể tái sử dụng được đến 4 đến 5 năm cơ. Đây là mình có thể nói qua thôi, còn bạn nào muốn biết chi tiết cái quá trình làm dàn như thế nào thì cũng có thể liên hệ hỏi với bên mình sẽ giải đáp cho mọi người.